Mình sắp có một cái chuyến đi khá xa. Lâu lắm rồi mình mới có một cái chuyến đi xa lại như vậy, cũng tương đương những chuyến trước đây mình đi, nên là tổng cái chiều dài cả đi cả về chắc cũng phải hơn 2.000 cây, nên là cái công tác chuẩn bị nó cũng phải thật là kỹ. Hôm nay mình làm một cái clip này để chia sẻ cho mọi người coi cho nó vui, coi mình chuẩn bị những cái gì cho chuyến hành trình này ha. Thì đầu tiên là mình phải tham dự một cái buổi họp với lại ban tổ chức. Cái thứ nhất là làm quen những cái thành viên ở trong đoàn, điều này nó rất là quan trọng với giờ trong chuyến đi dài ngày và ở chung với mọi người, thì nó cần cái giao lưu nó thoải mái và nó vui vẻ để nó có một cái không khí nó vui cho cả cái chuyến đi ha. Thì cái chuyến đi này mình kết hợp với công việc, không có lần nào mình đi mà chơi mà 100% cả, nó có đều có cái nó gắn kết với một cái công việc gì đó phải làm. Thì hôm nay mình đi với mấy anh em bên CBC. Thì đây là cái địa điểm anh em CBC hay họp nhóm, và hôm nay cũng là cái địa điểm để mà ban tổ chức người ta bàn cái kế hoạch tour đi như thế nào, chia mấy nhóm, mấy giờ đi, đi như thế nào, cần chuẩn bị cái gì, và phân công các cái thành viên bên nhóm Libero và nhóm hướng dẫn. Còn lại các cái thành viên khác thì chỉ cần tuân thủ theo hướng dẫn là được. Mình có một cái buổi sáng rất là vui ở đây. Họp xong rồi thì chia tay mọi người, mọi người ra về để chuẩn bị cho hành lý, tại vì còn có mấy ngày nữa là đoàn xuất phát rồi mọi người, mấy ngày nữa thôi. Mình về mình cũng chuẩn bị đồ, mình cũng chuẩn bị sẵn vài món rồi, nhưng mà phải kiểm tra lại coi còn thiếu đủ gì nữa không. Này Sài Gòn thì sáng thì nắng rất là nắng, nhưng mà chiều bắt đầu là trời âm âm u u rồi, và cái khu vực miền Trung thì bắt đầu nó cũng vào mùa mưa bão rồi, nên là cũng phải tranh thủ đi chứ không thôi là vào mùa bão lại không đi được. Thì mình chuẩn bị bảo dưỡng cái cho cái xe của mình, mọi người xem ha. Mình tháo bô ri ra mình ngâm. Thì sau khi mình xịt cái dung dịch tẩy carbon mình đốt vào thì dùng cái loại này, dùng loại này ha. Sau đó thì mình trung hòa cái dung dịch này lại bằng cái chai của nó luôn, chai K2, chai K2 đó. Sau khi mình ngâm cái dung dịch K1 nó đâu 15 phút gì đó thì mình trung hòa là bằng cách này. Sau đó thì mình hút, hay mình hút, hút nó ra bằng cái xong rồi mình đề máy mà không có cắm cái dây bu ri vào ha, cái dây bu ri mình vẫn để thôi. Đó thì để cho cái máy nó lôi cái tông nó đẩy hết dung dịch thừa. Thì sau khi mình kiểm tra xong hết thì mình nổ máy để cho nó tống hết cái dung dịch còn thừa trong cái buồng đốt ra cái ống xả cho nó sạch. Và đây là một số cái hình ảnh cái đầu bít tông trước và sau khi mình tẩy bùa carbon. Ốc nhớt này nó có 500 để nó hút mấy cái đai dớ, những cái mạt sắt á, nó trong
trong lẫn trong nhớt nó sẽ hút vào, thì khi mình xả nhớt thì mình vệ sinh luôn trước khi mình lắp lại. Thường mấy anh em lâu lâu mới than lần hay quên, mở ra nó đen thùi, cái này mình vệ sinh rồi. Với lại cây này đi thì cái khí hậu nó khá lạnh, theo dõi khí hậu thì nó chỉ có tầm mười mấy độ, đêm nó phải xuống 9-10 độ, cho nên là mình cũng không có dùng cấp nhất đặt, dùng cấp nhất 40 thôi để khởi động cho nó dễ. Với lại mình đi cái dòng này thì mọi người nói đi trên dưới 2000 cây thì ok, không vấn đề. Thì tour này khả năng mình đi dưới 2500, cho nên mình đi cái dòng này là nó cũng phù hợp. Thì để coi xem, đi một theo khuyến cáo nhà sản xuất thì nó phải từ 1500 trở lên thì nó mới phục hồi hết cái công suất của cái nhớt này, hoạt động cơ theo cái chỉ số này nè. Cho nên cái này là bản nâng cấp ha. Thì ai quan tâm về giá thì đây nè, 407 giá niêm yết. Nhưng mà mình mua hồi trước Tết, lúc mà nó mới có hàng á, người ta cũng muốn mình tham gia thử nghiệm á, cho nên là mấy cái bạn đó được cái giá tốt rồi để lại cho mình. Hàng xuất xứ Hà Lan. Ngoài ra thì mình làm thêm 3 ống này nữa, Revive Stanley Legend, chất hỗ trợ phục hồi động cơ. Thì trong này nó đã có rồi, nhưng mà mình có thêm cái này nữa thì nó sẽ tăng cái thời gian phục hồi nó nhanh hơn. Thường thì một chai này đi với một ống này. Nhà sản xuất thì người ta nói là nếu mà thay luôn lọc nhớt thì 4 lít, mà không có lọc nhớt thì 3 lít 8, thêm dòng GF1200R thì nó như vậy. Mình thì không có đổ theo cái sách cứng nhắc như vậy, mà mình thăm nhớt ở đây nè. Mọi người thấy nó có cái nắp thăm nhớt nè, nó có mắt đọc đó. Thì cái vòng tròn đỏ bên trong đó, mọi người thấy không, nó là cái mắt và miệng này. Tròn đỏ trên là mắt, bên dưới là miên. Thì mình mới đổ một chưa hết cái bình tư thì nó đã đầy rồi, nhưng mà mình phải nổ máy cho nó lên lọc nhớt hết rồi đợi nó hồi nhớt nhẹ rồi mình. Này thì mình nổ máy 2 phút xong mà mình cho nó hồi lại, hồi nhớt lại. Thì lúc này nhớt nó đi qua lọc nhớt rồi, nó bơm đầy vô lọc nhớt rồi, cái phần còn lại nó sẽ hồi về cái cạc xe chứa nhớt. Thì lý tưởng nhất là mực nhớt nó nằm ở dưới cái mực mắt một chút, thì nó đảm bảo là đi xa đi không có hụt nhớt. Còn nếu mà nó trên cái mức cái vòng tròn đỏ đó thì nó sẽ nặng máy. Đó, mình chấp nhìn luôn. Cưng đẹp đó, nó lên chỗ này. Nó đẹp ha. Trên cái mức trung bình, trên cái mức trung bình nó dược đó. Mình sẽ bơm thêm cái dung dịch hỗ trợ EX120. Sau khi mình nổ máy nó nóng rồi, mình cho cái dung dịch cái EX120 vào, xong rồi mình lại nổ máy lên một lần nữa để cho nó trộn đều cái hoạt chất này vào trong nhớt đó. Thì
Khi mà nó trộn đều lên rồi thì mình tắt máy là nó hoàn tất cái giai đoạn thay nhớt cái dòng Sado này. Rồi qua cái giai đoạn mình chuẩn bị hành lý nè, thì ở đây mình có lều nệm hơi, ghế võng, túi ngủ, bàn chải, răng đồ ngày để xe vân vân. Thì những cái loại này là thường anh em đi camping thì mới cần, còn đi mà ở khách sạn thì cũng không có cần lắm, tại vì trong khách sạn có hết rồi. Thì sau khi liệt kê hết cái danh sách này thì mình sắp xếp cho nó gọn vào hai cái thùng của xe. Thì hai cái thùng của xe thì mình sắp xếp một bên là vật dụng để trong lều, một bên là ngoài lều. Thì hành lý mình đem theo giống như mình mới nói ha. Xong thì mình sắp gọn vào hai cái thùng của xe như thế này. Vật dụng lều. Áo mưa, quần áo mưa nè. Nệm hơi nè, dép lào, gối, nói chung là mấy cái vật dụng ở trong lều. Còn này là bên này là túi ngủ và đồ phụ tùng để sửa xe. Sao cho cái trọng lượng của hai thùng nó tương đối là nó ngang ngang nhau ha, để chạy xe nó cân bằng, nó dễ ha, dễ chịu hơn. Tại vì không phải mình đi đường bằng phẳng không đâu, mình còn đi đường up road. Vào những cái khu cắm trại thì thường là đường rất là khó đi, nên chiếc xe nó cân bằng, nó vẫn dễ điều khiển hơn. Kỷ niệm đi mình đem theo bộ một bộ da lụi, bộ da lụi và một bộ da nấm luôn, đem hai thứ. Tại da nấm thì những cái lỗ nhỏ nhỏ dễ, là còn lỗ nó to hơn thì phải da lụi nó mới chịu nổi. Mình đem theo nó không có cần nhiều, tại vì cũng có đồ ăn dọc đường rồi, nhưng mà mình vẫn phải thủ một vài món ha. Đây thì mình đem theo lương khô, lương khô đem theo mấy miếng, tối mà có đói bụng thì ăn mấy cái này nó vẫn an toàn ha. Đây đi dọc đường mà mấy cái quán ăn mà không có ổn á, ăn mình sợ nó sẽ bị rối loạn tiêu hóa thì ăn mấy cái này nó an toàn hơn. Nó không no nhưng nó đủ dinh dưỡng để cho mình không đói. Mấy cái loại này là mình sưu tầm của dân trekking nhé, đi trekking đi bộ thì một gói, ba gói vậy có thể trụ được cho một ngày. Đây là lương khô để dành cho đêm. Dạ, bây giờ đến tiết mục yêu thích rửa xe. Không biết mọi người sao chứ mình trước khi đi tour là mình hay có thói quen mình rửa xe lắm. Tại vì không phải là chỉ để cho nó sạch, nó đẹp đâu, mà trong quá trình mình rửa xe, mình xăm soi dưới xe thì mình sẽ phát hiện ra những cái điểm mà nó chưa có hoàn hảo mà cần phải làm lại cho chiếc xe. Cái bước này nó rất là quan trọng. Nhiều khi mình rửa xe rồi mình phát hiện cái con ốc này nó lỏng, hay là dầu nhớt gì đó nó rò rỉ ra quanh ngoài, thì mình biết là mình khắc phục lại trước. Thì thường là mình rửa xe xong thì mình sẽ làm luôn cái vệ sinh heo thắng. Cái thắng nó quan trọng lắm, đi với mình là cái thắng rất là quan trọng. Mình thường mình bên cái chiếc xe lên xong rồi là mình rửa mâm xe rồi vệ sinh heo thắng. Hàng xóm đang ca cải lương, lâu lắm rồi mới nghe cải lương. Thì đối với dòng xe này thì mình thấy rửa xe nó thích thú lắm, tại vì tháo nó cũng rất là dễ, mấy cái phụ kiện tháo dễ lắm, muốn rửa chỗ nào tháo chỗ đó rửa à.
chuyến này về thì chắc cũng cũng đến cái thời điểm bảo dưỡng. Bây giờ mình xịt xà bông mật tuyết lên rồi mình rửa. Thì chiếc xe thì mình cũng 2-3 tháng rồi mình không có đi đâu xa cho nên nó cũng sạch lắm, mình rửa sơ là nó ok. Để nó tạo ra một cái bàn bảo vệ trên lớp sơn để đi mưa gió rồi nó dễ trôi, nó dễ trôi, nó đỡ hơi dơ xe. Tại mình đi đường dài mà mình không có rửa xe được nên là trước khi đi mình nên tranh thủ mình rửa để cho chiếc xe nó đỡ dơ thì trên đường đi nó sẽ an toàn hơn, đỡ hư hỏng lặt vặt hơn. Dùng cái vòi nước thường thôi, cũng không cần vòi áp lực mạnh chi đâu, chỉ trừ khi mình đi về bùn cát nó bám nặng quá thì mình phải dùng cái vòi xịt, mình xịt để cho nó trôi bớt cát. Xe chạy trong phố bình thường thì rửa nó dễ sạch lắm, nên là mình rửa thường xuyên thì bụi nó không có bám nặng được, bụi đất không có bám nặng. Bây giờ mình tháo heo thắng ra mình rửa. Tại vì cái ma sát của cái đĩa với là cái má phanh nó nhiệt độ nóng nó cuốn đất, rồi bản thân cái má phanh nó cũng bị mài mòn, rồi cái đĩa nó mài mòn thì nó tạo lớp bụi kim loại mịn nó bám vào trong cái bê tông á. Thì khi mà mình dùng thắng đi bê tông nó chạy ra chạy vô thì nó dễ kẹt lắm và nó kêu. Vệ sinh heo thắng ha. Chà, chà, trong này mình chà xà bông ra được rồi cho nó sạch, sạch bụi. Nhất là mấy cái bít tông nè, mình phải chà xà bông cho nó đi cái lớp cát bên ngoài, đất nó dính nè. Rồi một hồi mình sẽ cho nó, mình bóp thắng cho nó ra một chút, mình làm vệ sinh luôn bên trong để cát đất đi, nó nhét ở trong này nó cứng như cái phốt cắn dầu á, nó sẽ hở. Nó tụt áp suất dầu. Xíu mình sẽ tra mỡ bò vô, mỡ bò cho phanh á, trong này cho nó trơn tru thì đi xa nó sẽ mất kêu. Phải vệ sinh luôn cái bát thắng mình chà xà bông chà nó sạch cho nó đi hết cái bụi do nó cái ma sát nè giữa cái đĩa với lại cái bố thắng xin nè. Rồi cái tiết mục sau cùng đó là mình phải chuẩn bị cho mình một cái thể lực tốt, dẻo dai và bền bỉ, tại vì đi xa mình xe to và nặng thì mình cần phải có sức khỏe.